Xin chào các bạn nha. Phía trước của mình đây là chiếc xe Exciter 135 huyền thoại nha các bạn. Chiếc xe này anh khách hàng này rất là chịu chơi nha các bạn, rất là chịu chi tiền luôn nha. Độ rất là chất luôn các bạn. Gồm có ổ khóa thông minh Schmidky, cặp còi Denso, một cái quả bi LED. Đây là bi LED Titan bắt nhiệt màu 6K nha. Phiên bản dành cho ô tô các bạn đó, và ở phía dưới thì là một bộ LED Audi A11 chỉnh tên điện thoại luôn nha các bạn đó, và những cái phụ kiện rời giống như là kính Elit nè, rất là nhiều đồ chơi bên shop mình luôn các bạn ơi đó. Ok nha các bạn. Và chiếc xe này đã được độ lên full điện như thế này thì full đồ chơi như thế này thì anh khách hàng đầu tư cái cục tải là cục sạc Exciter 150 luôn nha các bạn nha. Và điều này, đây là tính năng đầu tiên, tính năng chỉnh tên điện thoại nè các bạn. Đó, đây là hiệu ứng số 1 ha. Đó, mình sẽ giới thiệu các bạn những cái hiệu ứng bộ LED cho chiếc xe Exciter 211 nha. Em ơi, chỉnh hiệu ứng số 2 mạnh luôn. Nó rất là nhiều hiệu ứng nha các bạn. Số 2 nè các bạn. Chạy là màu xanh dương, nó hợp với cái màu xe và cái màu mắt quỷ ở phía trên luôn các bạn nha. Và cái màu sắc này các bạn có thể chỉnh màu khác vẫn được, không nhất thiết là phải màu xanh dương không. Ví dụ bắp màu đỏ nè các bạn. Đó, màu trắng nè, nhiều màu lắm các bạn ơi. Đó, nữa đi em. Ok luôn em ha. Đó. Rồi, ở ngoài các bạn sẽ thấy nhìn thấy đẹp hơn trong video rất là nhiều luôn nha. Rồi, số 3 em ơi, số 3 là Bullitt nè các bạn. Số 3 là đèn Bullitt nè. Đó, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Cái mẫu này là full luôn các bạn, từ xi nhan chạy xuống luôn. Từ xi nhan chạy xuống tầm y luôn, nó full luôn, nó rất là nhiều LED luôn các bạn nha. Rồi ok, em chỉnh số 4 lên luôn. Số 4 nó tự chuyển màu dần dần nha các bạn. Đó, tự chuyển màu dần dần nè các bạn. Đó, ok ha. Đó, ok. Chỉnh số 5 mạnh luôn, chỉnh số 5. Số 5 LED chạy lên nha các bạn, LED chạy lên. Màu xanh dương là màu đặc trưng, rồi bây giờ chỉnh màu khác đi. Đó, màu đỏ chẳng hạn nè. Rồi nữa nè. Rồi ok, em chỉnh số 6 luôn. Số 6 nè các bạn. Đó, nó chạy qua bên đây chạy lại đủ full màu sắc luôn các bạn nha. Đó. Rất là đẹp luôn các bạn, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó các bạn, rất là đẹp luôn ha. Rồi ok, bây giờ mình chỉnh nhanh hơn nè, chỉnh nhanh hơn luôn. Nhanh hơn nè các bạn, tốc độ nhanh hơn. Đó. Rồi, em chỉnh hướng số 7. Số 7 nè các bạn ơi. Nhanh luôn em, nhanh luôn, cho nó full màu luôn này, đúng rồi. Chỉnh tốc độ ở trên đó luôn các bạn nha, số 7, số 8 đi em. Đó, số 8 chạy đuổi lên thì đúng rồi, nhanh lên về là đẹp đó. Màu khác đi em, màu khác đi. Nhìn nó cho nó lạ mắt xíu. Rồi ok, số 8. Số 9 luôn em ơi, số 9 luôn. Số 9 nè các bạn. À, 9 ha. Rồi, mẫu full luôn. Mẫu full từ mẫu số A là từ full từ 1 đến 9 luôn các bạn nha. Đây là mẫu full luôn ha. Rồi các bạn không thích nhiều màu sắc á thì các bạn có thể về Demi, về Demi mình luôn. Demi thì mình có thể chọn màu trên điện thoại app luôn nha. Hiện tại đang là màu trắng đặc trưng thì mình chuyển màu xanh lá đi chẳng hạn, và một khác, chỉnh màu khác. Đó, màu đỏ đi, màu đỏ. Cái màu đỏ nó chổi lại các bạn, nó chổi lại cái màu màu xe với lại màu Demi thì nó tạo cho một cái điểm nhấn rất là chất luôn, từ xa rất là chất luôn các bạn thấy không? Rồi ok, mở xi nhan giùm anh luôn em ơi. Nhan sẽ chạy lên. Mình thích nhất là màu xi nhan là màu vàng, tại vì ban ngày và lẫn ban đêm luôn nó rất là nổi, rất là người ta dễ thấy được cái màu vàng của mình khi nó chạy lên có thể chỉnh nhanh chỉnh chậm trên đây được luôn. Và xi nhan nó có 3 chế độ, 1 2 3 nha các bạn nha. Rồi ok, chỉnh phanh luôn em, tắt nhanh mình chỉnh. Phanh mình có thể chỉnh trên đây được các bạn, phanh rất đẹp luôn, cái mẫu này rất là đẹp luôn các bạn ơi. Phanh này các bạn đó. Đây số 3 chỉnh số 2 rồi. Số 2 này các bạn thấy không? Rồi số 1. Số 1 các bạn, về màu trắng á, phai màu trắng á các bạn. Ha. Phanh nè các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn ha. Rất là ngầu luôn các bạn ơi. Giống như vậy những cái dòng xe sang khi mà nó có cái đèn mi các bạn, nó chớp chớp như thế này rất là đẹp luôn nha. Đó, ok ha. Đó là full những tính năng của LED Audi A11 chỉnh trên app nha.
và bắt xin mà luôn, bắt xin trên đó quá đỉnh luôn các bạn. Ra đây cái quả bi billet titan bắt nhiệt màu 6k này các bạn, không phải nói thật sự rất là tuyệt vời, độ sáng rất là đỉnh luôn các bạn nha. Anh em hiện nay thì quả này thì nó nói chung là nó cái dạng là ngưng sản xuất rồi các bạn, nó ra cái mẫu ghét bờ gồ á, mẫu đời sau như thế các bạn. Nhưng mà anh em vẫn thích cái mẫu titan bắt nhiệt màu 6k nha, tại vì cái màu bi và lẫn như cái chất sáng của nó rất là tuyệt vời. Rồi chỉnh hướng số 1 mà đó các bạn thấy không, nhìn từ xa nè các bạn, rất là ngầu luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay phía sau nè, các bạn thấy cái ổ khóa của anh trai chơi nè, rất là đẹp luôn đó, ổ khóa nè các bạn. Đó, ổ khóa này là mẫu mới nha các bạn nha. Đó, full đồ chơi luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Đó, rồi cảm ơn các bạn đã xem nha, cảm ơn rất là nhiều ạ. Bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình ha, địa chỉ là 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha các bạn. Số điện thoại là 0346669686 ha. Cửa hàng mình tên là độ đèn xe máy Son Anh nha các bạn nha. Rồi các bạn có thể kết bạn với mình số điện thoại trên đây để mình tiện tư vấn cho các bạn ha. Số điện thoại này mình có đăng ký Zalo. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.